Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện cổ chân nhân. Tập 267. Chương 2661. Khai thác sa mạc Thanh Quỷ 2. Nguyên Thủy Tiên Tôn có 2 vạn 5 ngàn tuổi. Tinh Túc Tiên Tôn là 1 vạn cửu thiên tuế. Nguyên Liên Tiên Tôn là 1 vạn 2 ngàn tuổi. Tuổi thọ của ba vị này đứng đầu trong tất cả các tôn giả. Đối phó với thủ đoạn của những người này, Phương Nguyên chỉ có thể dựa vào mộng cảnh, đi một con đường tắt siêu việt. Ngoại trừ nhân đạo, tín đạo, khí đạo, thậm chí là băng tuyết đạo đều là những thứ mà Phương Nguyên khao khát. Bản thể Phương Nguyên đang ở gần địa điểm giao dịch. Sau khi Chỉ Khúc Do đã rời đi được một lát, hắn mới gọi các phân thân khởi hành. Rất nhanh, hắn đã cất 2 thuần mộng cầu chân thể vào trong Tiên Khiếu Chí Tôn. Lần này Phương Nguyên đắc thủ mộng cảnh, không phải mộng cảnh nhân đạo, mà phần lớn là khí đạo. Mộng cảnh khí đạo đương nhiên hữu dụng. Nếu Phương Nguyên có cảnh giới khí đạo là Đại Tông Sư, trong tương lai hắn có thể chiếm đoạt động thiên khí đạo, giúp tu vi bản thân gia tăng lần nữa. Phương Nguyên cất mộng cảnh, lúc này mới thôi động sát chiêu gặp mặt từng quen biết, lợi dụng sát chiêu định tiên du rời khỏi Nam Cương. Sau một khắc, hắn đã đến Tây Mạc, một lần nữa ngụy trang thành cổ tiên chí đạo Toán Bất Tẫn. Phi hành một đoạn trên biên giới sa mạc Thanh Quỷ, Phương Nguyên liền nhìn thấy cổ tiên Thất Chuyển Phòng Gia Phòng Hóa Sinh. Ông ta là Thái Thượng Tam Trưởng Lão Phòng Gia, am hiểu thủ đoạn trị liệu, một thân bạch bào, tóc muối tiêu. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên từ xa, biểu hiện trang nghiêm của ông đã biến thành nụ cười nhiệt tình. Toán Bất Tẫn tiên hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phòng Hóa Sinh chào hỏi. Phương Nguyên gật đầu, cảm ơn. Lần này ta chủ động mời, mục đích chính là muốn mời Phòng Gia hợp tác, đồng loạt khai thác sa mạc Thanh Quỷ. Biểu hiện Phương Nguyên vội vàng, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đây, không muốn lãng phí thời gian. Điều này khác với kiếp trước. Kiếp trước, thân phận Toán Bất Tẫn của Phương Nguyên bị bại lộ. Mối quan hệ với Phòng Gia trước đó cũng đứt, dẫn đến Phương Nguyên phải dùng thân phận thật sự của mình để áp chế Phòng Gia. Mặc dù Phòng Gia âm thầm tiếp nhận áp chế, cho Phương Nguyên một chút tài nguyên, nhưng rốt cuộc vẫn không hợp với kế hoạch của Phương Nguyên. Còn có một điểm, Phòng Gia đã từng hứa hẹn thù lao tiên cổ. Nhưng sau khi thân phận Phương Nguyên bại lộ, Phòng Gia không hề có ý định thực hiện. Về sau, đợi đến khi Phương Nguyên chữa trị núi Đáng Hồn thành công, hắn thiếu hồn thú tê núi, sản lượng cổ can đàm giảm, dẫn đến tu hành hồn đạo tiến triển rất chậm. Không chỉ một lần Phương Nguyên cảm thấy tiếc nuối vì đã thất bại trong phương diện này. Điều này đã cản trở nghiêm trọng hắn trưởng thành, quấy nhiễu tiết tấu tu hành của hắn. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên đã chú ý nó ngay từ đầu. Mặc dù Toán Bất Tẫn đã sử dụng đạo tặc quỷ thủ trước mặt Trần Y, Phương Nguyên đối phó với Phượng Cửu Ca trong không gian đại trận cũng đã sử dụng đến, nhưng cảnh tượng hai lần hoàn toàn khác nhau. Không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Phương Nguyên và Toán Bất Tẫn là cùng một người. Mặc dù đều có thủ đoạn thâu đạo, nhưng cũng có cổ tiên thâu đạo trong năm vực. Trước mắt, đa số cổ tiên đều cho rằng, trong cuộc chiến bảo vệ Phúc Địa Lang Gia, thủ đoạn thâu đạo mà Phương Nguyên thực hiện là nội tình của Phúc Địa Lang Gia. Dù sao, Trường Mao Lão Tổ và Đạo Thiên Ma Tôn đã từng hợp tác thân mật với nhau. Gương mặt Phòng Hóa Sinh hiện lên vẻ u sầu, thở dài. Từ sau trận chiến Động Thần Cung, phong thái của Toán Bất Tẫn tiên sinh đã khắc sâu trong lòng gia tộc Phòng Gia chúng ta. Tiên hữu muốn hợp tác với Phòng Gia, trên dưới Phòng Gia đều vui lòng. Chỉ là bây giờ, Phòng Hóa Sinh nói đến đây, cố ý dừng một chút, đưa mắt quan sát biểu hiện của Phương Nguyên. Nhưng ông ta hoàn toàn thất vọng. Mặt Phương Nguyên vẫn không chút biểu cảm, một chút thay đổi cũng không. Phòng Hóa Sinh đành phải nói tiếp, chỉ là bây giờ tình huống Phòng Gia có chút xấu hổ, bị chính đạo Tây Mạc Liên Hợp tạo áp lực, làm khó dễ đủ đường. Nhất là gần đây lại có tin tức ngầm truyền ra, nói thật ra Toán Bất Tẫn tiên hữu chính là đại ma đầu Phương Nguyên. Bởi vì đều có thủ đoạn thâu đạo, đồng thời cũng đều đối nghịch với tiên đình. Dù sao tên ma đầu Phương Nguyên kia có sát chiêu gặp mặt từng quen biết,
Hắn biến hóa đa đoan, tâm tính xảo trá, thật sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho dù là tiên đình cũng tạm thời không cách nào bắt hắn. Phòng hóa sinh khó xử và tố khổ, nhưng thật ra là làm khó dễ Phương Nguyên. Mặt Phương Nguyên vẫn không đổi sắc, biểu hiện bình tĩnh không hề lay động. Bởi vì hắn cũng đã sớm nghe mấy lời đồn nhảm này rồi. Hắn đã muốn đối nghịch với tiên đình, tầm mắt nhất định phải cao. Hắn vẫn luôn thử nghiệm áp đảo năm vực, dùng toàn bộ thế giới cổ sư làm bàn cờ, đánh cờ với tiên đình. Lời đồn Toán Bất Tẫn và Phương Nguyên cùng một người cũng không phải do tiên đình truyền. Tử Vi tiên tử không có chứng cứ, suy đoán lung tung chỉ sợ sẽ làm giảm uy tín của tiên đình. Bọn họ cùng lắm hoài nghi, âm thầm trợ giúp đẩy tin mà thôi. Chân chính truyền ra lời đồn này chính là thế lực chính đạo Tây Mạc. Trong đại chiến Đậu Thần Cung, Phòng Gia đại hoạch toàn thắng, đánh bại Trần Y, Thanh Cầu, thu được Đậu Thần Cung. Đồng thời còn mời chào thu nạp hai vị cường giả ma đạo thất truyền là Bạch Quân Lão Quỷ và Ưng Cơ. Phòng Gia thu hoạch quá lớn. Nếu tiêu hóa được chiến quả, thực lực nhất định tăng vọt, ngồi lên vị trí bảo tọa chính đạo Tây Mạc. Điều này sẽ phá vỡ cục diện cân bằng đã có từ lâu. Dưới cục diện dung chuyển, tất nhiên sẽ nguy hiểm đến lợi ích của rất nhiều thế lực chính đạo. Bởi vậy bọn họ mới cùng nhau liên thủ, ý đồ chèn ép Phòng Gia. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2662, Thái Thượng Trưởng Lão Khách Khanh Phòng Gia 1. Sư xuất nổi danh, chiếm cứ đại nghĩa. Bọn họ liền tìm kiếm lý do khắp nơi. Cái gì chuyện sửa chuyện xưa đều bị đào lên mà nói. Những mâu thuẫn nhuốm đầy cho bụi thời gian cũng không bỏ qua. Thật sự tìm không thấy lý do thì làm sao bây giờ? Vậy thì tạo ra lý do. Thế là đủ loại tin tức ngầm, lưu ngôn phỉ ngữ, nhất thời ồn ào náo động hẳn lên, nói như có thật. Nhưng chỉ cần thoáng cân nhắc một chút là cảm thấy nó vô lý. Lời đồn Toán Bất Tẫn là Phương Nguyên chính là một trong số đó. Hoàn toàn không có bất luận một chứng cứ hữu lực nào. Nhưng lời đồn thì cần chứng cứ sao? Những thứ này chẳng qua chỉ là quy tắc trò chơi của chính đạo, là hành động của bọn họ, là tấm màn che để bọn họ chèn ép Phòng Gia. Ta chẳng quan tâm ngươi có chứng cứ hay không có chứng cứ, ta có tấm màn che này là được rồi. Phương Nguyên thậm chí hoài nghi lời đồn có liên quan đến hắn này chỉ sợ là của một vị cổ tiên nào đó bỗng nhiên linh cơ khẽ động nghĩ ra được. Mà vị cổ tiên tạo ra lời đồn này chỉ sợ cũng tuyệt đối không nghĩ đến rằng hắn, nàng ta đánh bậy đánh bạ mà nói đúng sự thật. Nhưng Phương Nguyên đoán chừng Phòng Gia sẽ không tin tưởng lời đồn này. Mặc dù Toán Bất Tẫn xuất hiện quá đột ngột, nhưng trên thực tế vẫn có thể tìm được lai lịch. Điều này Phương Nguyên đã sớm có sự chuẩn bị đầy đủ. Hắn đã liên kết thân phận Toán Bất Tẫn với tán tiên Tây Mạc Trịnh Kinh Thần. Bên phía Phòng Gia vẫn tuyệt đối tin tưởng Phương Nguyên, bởi vì Trịnh Kinh Thần là nhân vật mấy vạn năm trước. Đồng thời hắn ta và Phòng Gia có cùng nguồn gốc là một bí mật, thế lực khác cũng không biết. Phòng Gia tuyệt đối sẽ không thừa nhận Toán Bất Tẫn chính là Phương Nguyên, trừ phi đưa ra chứng cứ trực tiếp khiến Phòng Gia không cách nào phản bác. Kiếp trước chính là như vậy. Phòng Gia bởi vì thân phận Phương Nguyên bại lộ, rơi vào tình thế bị động, bị thế lực chính đạo tìm được đại kỳ danh nghĩa để bắt chẹt này. Phương Nguyên biết rõ Phòng Hóa Sinh sở dĩ nói như vậy chính là đang tranh thủ lợi ích cho Phòng Gia. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ lườm Phòng Hóa Sinh một chút. Đã như vậy thì quên đi, ta tự đi tìm gia tộc khác để hợp tác. Nói xong, hắn xoay người rời đi, vẫn là thái độ rất vội. Phòng Hóa Sinh nhìn thấy ánh mắt của Phương Nguyên, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bây giờ thấy Phương Nguyên quay đầu rời đi, trong lòng thầm kêu hỏng bét, vội vàng đuổi theo. Toán Bất Tẫn tiên hữu, khoan đã, khoan đã, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Phương Nguyên chậm dần tốc độ, trôi nổi trên không trung. Hắn dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Phòng Hóa Sinh, giọng điệu nhàn nhạt, Phòng Gia không phải đang gặp khó khăn, không muốn hợp tác sao? Gương mặt Phòng Hóa Sinh tràn ngập nụ cười đắng chát. Ông ta hiểu, Phương Nguyên đã nhìn thấu ông ta vào Phòng Gia,
cố ý bắt chẹt mình. Nhưng Phòng Hóa Sinh không thể làm gì, bởi vì Phòng Gia đích thật bị kẻ địch bắt thóp. Liên quan đến điều này, Phòng Hóa Sinh đã có tâm lý chuẩn bị. Bởi vì trước khi đến, Đại Tông Sư Chí Đạo Phòng Gia Phòng Thê Trường đã dặn dò qua ông. Dù sao thân phận Toán Bất Tẫn cũng là cổ tiên chí đạo. Phòng Hóa Sinh ôm quyền thi lễ với Phương Nguyên, Toán Bất Tẫn tiền hữu, xin đừng trách. Mặc dù tình cảnh Phòng Gia đáng lo, nhưng quyết tâm hợp tác với Toán Bất Tẫn tiền hữu vẫn chưa hề dao động qua. Nguồn gốc giữa Phòng Gia và tiên hữu phải ngược dòng tìm hiểu từ mấy vạn năm về trước. Phần nguồn gốc này rất kỳ diệu, đáng cho chúng ta trân quý lẫn nhau. Lần trước, Đậu Thần Cung đại chiến, tộc ta và tiên hữu hợp tác rất vui vẻ. Nếu không nhờ tiên hữu tương trợ, tộc ta muốn lấy được Đậu Thần Cung còn phải phí một phần trắc trở. Phòng Gia chúng ta còn thiếu thù lao trận chiến này cho tiên hữu. Mặc dù trước đây đã tranh thủ được sự thông cảm của tiên hữu, nhưng trên dưới Phòng Gia chúng ta đều chưa hề quên. Trước khi đến, Thái Thượng Đại Trưởng Lão còn nhắc nhở tại hạ, nhất định phải xin lỗi Toán Bất Tẫn tiên hữu về việc này. Phòng Hóa Sinh nói một tràng lời hay. Phương Nguyên khinh thường trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười. Một mặt là phối hợp với Phòng Hóa Sinh, mặt khác cũng làm tìm cho mình một bậc thang. Phương Nguyên nói, tình cảnh Phòng Gia, ta cũng biết một hai. Ngươi cũng biết ta là cổ tiên chí đạo, hy vọng khai thác sa mạc thanh quỷ cũng vô cùng bức thiết. Ta đã định ra quy tắc chi tiết cho vấn đề này, ngươi xem qua một chút đi. Phòng Hóa Sinh nhận lấy phàm cổ tín đạo. Sau khi rót thần niệm vào thăm dò, sắc mặt lập tức trắng bệch. Quy tắc chi tiết mà Phương Nguyên nói đến, rõ ràng là thiên về hắn, yêu cầu đối với Phòng Gia cũng không quá phận, nhưng cũng không dễ dàng, vừa lúc nằm ngay trên ranh giới cuối cùng của Phòng Gia. Tiên hữu thật không hổ danh là cổ tiên chí đạo. Phòng Hóa Sinh xem hết, lạnh cả tim, lên tiếng cảm khái. Mặc dù Phòng Gia có được Đậu Thần Cung, nhưng luyện hóa tiên cổ phòng này vô cùng khó khăn, tiến triển vô cùng nhỏ bé. Sau cuộc chiến tranh đoạt Đậu Thần Cung, ba tòa tiên cổ phòng của Phòng Gia bị hao tổn rất nhiều. Thực lực Phòng Gia giảm xuống vô cùng lợi hại, rơi vào thung lũng. Lúc này, các thế lực chính đạo lớn ở Tây Mạc đều đồng loạt ra tay, tích cực chèn ép Phòng Gia. Tình cảnh Phòng Gia vô cùng đáng lo, cần sự giúp đỡ của thế lực bên ngoài. Toán Bất Tẫn chính là một viện trợ khá lý, tưởng. Bởi vì chư tiên Phòng Gia xem ra, Toán Bất Tẫn không chỉ là cổ tiên chí đạo, hắn còn có thủ đoạn nô dịch đại quân hồn thú. Trong trận chiến tranh đoạt Đậu Thần Cung, hắn còn có năng lực trộm lấy tiên cổ bắt truyền hồn thú lệnh, quả thật kinh thế hãi tục. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2663, Thái Thượng Trưởng Lão khách khanh Phòng Gia 2. Phòng Gia vô cùng kiêng kỵ Toán Bất Tẫn, nhưng cũng may Toán Bất Tẫn có nguồn gốc với Phòng Gia, đồng thời còn từng hợp tác thân thiết với nhau. Trong lúc quan trọng như thế này, nếu Phòng Gia có một cường giả thất truyền gia nhập, nhất định có thể phấn chấn sĩ khí, có trợ giúp rất lớn cho cục diện trước mặt. Còn nếu cự tuyệt yêu cầu hợp tác của Toán Bất Tẫn, nói không chừng sẽ đẩy người này về phía đối lập. Nếu Toán Bất Tẫn hợp tác với các thế lực chính đạo khác, như vậy tình cảnh của Phòng Gia tất nhiên lại càng đá rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phòng Gia kiêng kỵ Toán Bất Tẫn, nhưng cũng cần Toán Bất Tẫn. Tuy Toán Bất Tẫn chỉ là cổ tiên thất truyền, nhưng tình cảnh của Phòng Gia lúc này, muốn từ chối yêu cầu hợp tác của hắn cũng từ chối không nổi. Phương Nguyên chính vì nhìn trúng điểm này, đối phó với Phòng Hóa Sinh mới có chỗ ỷ lại mà không sợ. Trước đó, ta thương lượng với Chỉ Khúc Do còn có khả năng thất bại. Nhưng lần này ta thương lượng với Phòng Gia, ta đã sớm ở thế bất bại rồi. Phương Nguyên vô cùng tự tin. Đương nhiên, nếu thân phận Toán Bất Tẫn lộ ra ngoài ánh sáng, như vậy Phòng Gia đánh chết cũng sẽ không chịu hợp tác với ta. Cho nên kiếp trước, ta thẳng thắn uy hiếp, quyết định từ bỏ dự định hợp tác. Đây chính là quy tắc trò chơi của chính đạo. Về phần vì sao Chỉ Khúc Do lại chịu bốc lên nguy hiểm giao dịch với Phương Nguyên, chỉ bởi vì lợi ích quá lớn. Ngoài ra, Chỉ Khúc Do cũng có sự tự tin,
cho dù việc này lộ ra ngoài ánh sáng, ông ta cứ thể thốt phủ nhận. Chỉ ra có đại trận thủ hộ, vững như thành đồng, cùng lắm thì phun ra một chút lợi ích tài nguyên mà thôi. Tình huống và địa vị của Trì gia khác với Phòng gia. Tình huống cụ thể hai gia tộc khác biệt thì sẽ có sách lược khác biệt. Phù Sinh Hỏa xem xong nội dung điều khoản thì trả lại phàm cổ tín đạo cho Phương Nguyên. Nhưng cùng lúc đó, ông ta lại đưa cho Phương Nguyên một con phàm cổ tín đạo khác. Trước khi ta đến đây, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Đại Nhân đã đích thân phó thác cho tại hạ. Nếu dựa theo phương án của tiên hữu, Phòng gia chúng ta có thể hợp tác. Nội dung bên trong con phàm cổ tín đạo này là Phòng gia thành tâm thực lòng đưa ra một phương án khác. Xin tiên hữu suy nghĩ thật kỹ. Phương Nguyên mỉm cười trong lòng, không cần nhìn hắn cũng biết đại khái nội dung bên trong là gì. Sau khi xem qua, khóe miệng Phương Nguyên không khỏi nhếch lên. Quả nhiên, Phòng gia đưa ra điều kiện nặng cân. Mời Phương Nguyên đảm nhiệm chức thái thượng gia lão khách khanh Phòng gia. Phương Nguyên thầm cười trộm một tiếng, nhưng gương mặt lại hiện lên sự do dự. Hắn trịnh trọng nói với Phòng Hóa Sinh, việc này, ta cần cân nhắc mấy ngày. Phòng Hóa Sinh vui mừng. Ông đặc biệt lo lắng Phương Nguyên trực tiếp từ chối ngay tại chỗ. Bây giờ Phương Nguyên nói cần phải suy nghĩ, chứng tỏ hắn đã động tâm. Động tâm cũng không lạ. Trước đó, khi Phòng Hóa Sinh lần đầu tiên nhìn thấy điều kiện Phòng gia đưa ra để mời chào Phương Nguyên, ông đã cảm thấy rúng động, vạn lần không ngờ đến gia tộc lại chịu bỏ cái giá khổng lồ như vậy. Phòng Hóa Sinh vội vàng nói, Toán Bất Tấn tiên hiếu hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Cơ nghiệp và thành ý của Phòng gia, người cũng đã biết rõ. Mặc dù tình thế trước mắt rất khó khăn, nhưng tiền đồ lại một mảnh quang minh. Thật không dám giấu giếm, tộc ta đã có không ít tiến triển trong việc luyện hóa đậu thần cung. Phương Nguyên ồ một tiếng, ý động tâm lại càng rõ hơn trên mặt. Nhưng bên trong lại trừng mắt. Phòng gia đối với đậu thần cung, tiến triển cái rắm. Vì sao? Bởi vì trong cuộc đại chiến sau cùng ở Trung Châu, Phòng gia cũng không lấy nổi đậu thần cung ra tác chiến. Phòng Hóa Sinh đây là mở to mắt mà nói dối. Nhưng điều này không phải là trọng điểm mà Phương Nguyên quan tâm. Hắn quyết định đáp ứng yêu cầu của Phòng gia, đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão khách khanh Phòng gia. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, dựa vào tạo nghệ tín đạo của bản thân hắn, minh ước cái gì, hoàn toàn chẳng trói buộc được hắn. Có thân phận này, đại kế khai thác sa mạc thanh quỷ sẽ càng thêm thuận lợi. Đồng thời còn có một nhóm lớn tài nguyên tu hành giao cho Phương Nguyên, xem như thù lao tiếp nhận của hắn. Những tư nguyên này cũng khiến Phương Nguyên động tâm. Nhưng Phương Nguyên không thể đồng ý ngay lập tức, như vậy chẳng phải động tâm quá nhanh sao? Điều này không hợp với thân phận của Toán Bất Tẫn. Phòng Thê Trường Phòng gia cũng là đại tông sư trí đạo, phong thái trác tuyệt, thủ đoạn cao siêu. Phương Nguyên đã tận mắt chứng kiến qua, tuyệt không cho phép khinh thường. Nói đến lúc này, Phương Nguyên tạm biệt Phòng Hóa Sinh. Tiên hữu đi thong thả. Phòng Hóa Sinh đứng im tại chỗ, trong mong nhìn Phương Nguyên rời đi, ánh mắt chân thành và tha thiết. Phương Nguyên cảm thấy có chút buồn cười, mấy ngày nữa ta sẽ đồng ý với bọn họ. Nhưng trong tương lai, có một ngày thân phận của ta bị bại lộ. Không biết trên dưới Phòng gia sẽ có biểu hiện gì. Động Thiên Chí Tôn, Tiểu Nam Cương, một dãy núi không trọn vẹn lẳng lặng đứng yên trên mặt đất. Mặc dù nó bị tàn phá, nhưng so sánh với mô đất xung quanh, tuyệt đối là hạc giữa bầy gà. Khác với ngọn núi bình thường, nó giống như được thủy tinh đúc thành, toàn thân phấn hồng, tản ra sắc thái mộng ảo mê ly. Nó chính là một trong bí cảnh thiên địa được ghi lại bên trong Nhân Tổ Truyện. Thần niệm Phương Nguyên quấn quanh, mãi không tiêu tan. Núi Đãng Hồn đã được chữa trị đến tám thành, còn tiến triển hơn so với kiếp trước rất nhiều lần. Kiếp trước, Phương Nguyên còn khổ hơn rất nhiều. Hắn không chiếm đoạt được phúc địa Lang Gia. Thủ vệ chiến Lang Gia cũng hao hết của hắn tiên nguyên dự trữ. Sau đó, hắn nhiều lần tấn công các nơi ở Nam Cương, sưu tầm mộng cảnh, lúc này mới từ giao dịch với Trì Khúc do thu hoạch rất nhiều tiên nguyên thạch, từ đó mới bổ sung đủ tiên nguyên dự trữ. Các bạn đang nghe truyện Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com.
Chương 2664, Hiệu ứng nước mực 1. Kiếp trước, Phương Nguyên chữa trị núi Đáng Hồn phải vận dụng tiên cổ Giang Sơn như cũ, lại càng tiêu hao tiên nguyên nhiều hơn. Cổ Giang Sơn như cũ có cấp độ lục chuyển, tiên nguyên Phương Nguyên là cấp độ thất chuyển. Hắn vẫn luôn chịu đủ áp bách bên ngoài. Mặc kệ là Nam Cương hay Tiên Đình, tất cả đều trăm phương nghìn kế muốn gây phiền phức cho Phương Nguyên. Có một khoảng thời gian rất dài, dự trữ tiên nguyên của Phương Nguyên vẫn luôn cả ranh giới sắp cạn, hoàn toàn tích lũy không nổi mà tiêu hao lại rất nhiều. Nhưng kiếp này, từ khi hắn chiếm đoạt được Phúc Địa Lang Gia, tình huống đã khác. Hắn trở thành cổ tiên bát truyền, ngưng tụ một viên tiên nguyên Bạch Lệ bát truyền tương đương với 100 viên tiên nguyên Hồng Tào thất truyền. Nói cách khác, thu hoạch về phương diện tiên nguyên của Phương Nguyên gấp trăm lần trước đây. Đồng thời, Phương Nguyên còn có Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên thất truyền, còn có rất nhiều tiên nguyên thạch dự trữ ở Phúc Địa Lang Gia. Nội tình khổng lồ như thế đã chống đỡ nổi cho Phương Nguyên, giúp cho phương diện dự trữ tiên nguyên của hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Tiên nguyên bất kể tiêu hao, tốc độ chữa trị núi Đáng Hồn đương nhiên nhanh hơn kiếp trước rất nhiều. Thời kỳ này kiếp trước, núi Đáng Hồn chỉ khôi phục được 10 phần. Nhưng kiếp này, nó đã tăng lên đến 7 thành. Không bao lâu nữa, núi Đáng Hồn sẽ được chữa trị. Nếu số chuyển của tiên cổ Giang Sơn như cũ cao hơn một chút nữa, tốc độ của Phương Nguyên sẽ còn nhanh hơn. Trước mắt, tiên cổ Giang Sơn như cũ vẫn chỉ là lục chuyển mà thôi. Dùng nó để chữa trị núi Đáng Hồn, chẳng khác nào dùng dao nhỏ chặt đại thụ. Mặc dù trong tay Phương Nguyên có tiên cổ thăng luyện bát chuyển, còn có đại trận luyện đạo trường mao, nhưng người ổn thỏa như hắn, hắn không muốn mạo hiểm thăng luyện tiên cổ Giang Sơn như cũ. Trừ phi trong tương lai hắn thu hoạch được cổ hối hận, tạo thành hối chi thì mới được. Xác suất luyện cổ thành công quá thấp, vạn nhất thăng luyện thất bại, tiên cổ bị hủy, vậy thì không xong rồi. Phương Nguyên đương nhiên có thể biến nó thành cổ bản mệnh. Thăng luyện cổ bản mệnh, cho dù thất bại vô số lần, cổ bản mệnh cũng sẽ được bảo tồn, cũng sẽ không bị hủy. Nhưng cổ bản mệnh của phân thân trụ đạo Phương Nguyên là Xuân Thu Thiền, bản thể chí tôn lại là do cổ chí tôn tiên thai biến thành, bản thân không hề có khái niệm cổ bản mệnh. Nếu ta có thể cướp nhục thân của một vị cổ tiên, ủ thành phân thân, trên cơ sở đó, đổi cổ bản mệnh phân thân để thăng luyện cổ Giang Sơn như cũ, cái này ổn thỏa hơn. Đáng tiếc, Phương Nguyên nghĩ ra được cách, nhưng trước mắt lại vô pháp áp dụng. Không phải hắn không thể bắt được cổ tiên, hiện tại trong tay hắn còn có một nhóm. Vấn đề của hắn bây giờ là hồn phách đã tiêu hao quá nhiều, nội tình mỏng manh, khó mà phân hồn. Mỗi khi cổ tiên chí đạo suy tính Phương Nguyên, sát chiêu Diêm Đế sẽ phát động, tiêu hao nội tình hồn phách của Phương Nguyên. Mỗi lần Phương Nguyên chế tạo ra thuần mộng cầu chân thể, cũng sẽ tiêu hao hồn phách của hắn. Sát chiêu Vạn Ngã cũng giống. Như vậy, thăm dò mộng cảnh lại càng tạo thành tổn thương cho hồn phách. Đủ loại như vậy gần như khiến cho hồn phách Phương Nguyên không gánh nổi. Nhất là gần đây, sau khi Tử Vi Tiên Tử chiến bại, 5 lần 7 lượt suy tính Phương Nguyên, dẫn đến sát chiêu Diêm Đế không ngừng thôi động, khiến Phương Nguyên phiền muộn không thôi. Cổ can đảm tồn kho đã gần như khô cạn. Từ lúc Phương Nguyên trùng sinh đến nay, hiệu ứng nước mực mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ xấu. Kiếp trước, phương diện hồn phách của hắn còn có thể trèo chống được. Kiếp này lại vô cùng hỏng bét. Cứ tiếp tục như vậy, cổ can đảm dùng xong lại càng hỏng. Phương Nguyên phải vận dụng thủ đoạn hồn đạo khác để cứu trận. Những thủ đoạn hồn đạo này đều có di chứng, đương nhiên không ưu tú bằng cổ can đảm. Còn có một tình huống gây bất lợi nữa cho ta chính là Tiên Đình đã ra tay, nhúng chàm vào việc kinh doanh long ngư. Tiên Đình bán ra rất nhiều ngân long ngư, thiết long ngư, dường như cũng có thể sản xuất ra kim long ngư. Điều này đã mang đến xung kích to lớn cho việc buôn bán long ngư của ta. Mặc dù tình huống này đã từng phát sinh ở kiếp trước, nhưng ta cho rằng phải về sau nữa mới diễn ra. Không nghĩ đến kiếp này lại phát sinh sớm đến như thế. Đối với điều này, Phương Nguyên cũng không còn cách nào. U hồn Ma Tôn bị Tiên Đình bắt làm tù binh,
Tử Vi Tiên Tử có thể bị thất bại của trận chiến Phúc Địa Lang Gia đả kích, đã tăng cường siêu hồn U Hồn Ma Tôn, lúc này mới dẫn đến việc buôn bán Long Ngư gặp bất lợi. Xem ra, U Hồn Ma Tôn không thể duy trì được nổi nữa. Cho dù kiếp trước Trường Sinh Thiên tấn công, ông ta cũng không xuất hiện, vẫn bị bắt giam. Phương Nguyên thở dài, kiềm chế cảm khái dưới đáy lòng. Hắn không có thời gian để lãng phí. Hắn cần phải tranh thủ từng giây từng phút một. Nói không chừng trong cuộc đại chiến tương lai, sự tích lũy một tơ một hào này có thể trợ giúp hắn. Đại kế trùng sinh của Phương Nguyên đã tiến hành đâu vào đấy, vô cùng thuận lợi. Phúc Địa Lang Gia bị hắn chiếm đoạt. Điều này giúp cho hắn tấn thăng cổ tiên bát truyền. Hắn thừa cơ chiếm đoạt liên minh bốn tộc lớn, nội tình tăng vọt. Cảnh giới nhân đạo cũng đột phá đến cấp đại sư. Chỉ Khúc Do và hắn tiến hành giao dịch lần nữa. Đồng thời nội dung giao dịch còn có lợi với hắn hơn cả kiếp trước. Phòng gia cũng đang chuẩn bị thu nạp hắn. Tiền cảnh đại kế khai thác sa mạc Thanh Quỷ một mảnh quang minh. Đủ loại thay đổi và thành tựu đã tích lũy ra tiền đồ. Kiếp trước hoàn toàn không thể so được. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 2665, Hiệu ứng nước mực 2. Phương Nguyên vẫn không có chút nào thư giãn. Hắn biết tiếp theo, thủ lĩnh các thế lực lớn ở Nam Cương sẽ trao đổi, cuối cùng xác lập đội ngũ thảo phạt hắn. Một mặt, Phương Nguyên chủ động tấn công. Đối với chính đạo Nam Cương mà nói chính là một sự khiêu khích quá lớn. Chính đạo Nam Cương nhất định phải tích cực đáp lại. Một phương diện khác, Vũ Gia, Thiết Gia, Ba Gia cũng thừa cơ vớt lợi ích, gia tăng danh vọng, đề cao quyền lên tiếng của bản thân. Hẳn còn một khoảng thời gian nữa, bởi vì các gia tộc chính đạo Nam Cương lớn muốn thương thảo đưa ra một kết quả vẫn còn khá khó khăn. Bọn họ còn phải cãi nhau. Dù sao cống ngầm liên tiếp xuất hiện, các đại gia tộc vì tranh đoạt tài nguyên tự nhiên, mâu thuẫn và đủ loại bẩn thỉu tăng lên rất nhiều. Lúc này, kế hoạch trải phong hỏa đài của Thiết Gia vẫn còn bị gác lại. Mặc dù Thiết Gia đã dốc hết sức phổ biến, nhưng từ đầu đến cuối vẫn bị các gia tộc khác cản trở. Chứ đừng nói gì đến các liên minh Nam Cương lớn. Mặc dù Vũ Dung cũng có giá tâm đó, nhưng nếu nói ra bây giờ, đó chính là một câu chuyện cười. Việc Phương Nguyên cần làm có rất nhiều. Đầu tiên, hắn cần cải tiến sát chiêu Thúy Lưu Châu. Chiêu này dùng Định Tiên Du Thất Chuyển làm hạch tâm, sử dụng gần như toàn bộ tiên cổ vũ đạo trong tay Phương Nguyên, không ít tiên cổ luyện đạo, còn có rất nhiều phàm cổ phụ trợ, tổ hợp mà thành. Sát chiêu này hắn đã dùng qua không ít lần, xem như đã bại lộ hoàn toàn. Mặc dù Chỉ Khúc Do âm thầm giao dịch với hắn, nhưng tuyệt đối cũng sẽ thu thập tin tức có liên quan, tìm kiếp đại năng Chí Đạo suy tính chiêu này, từ đó tìm ra biện pháp khắc chế. Để phòng ngừa bị khắc chế, Phương Nguyên nhất định phải cải tiến. Ít nhất Cam Daon trong tay còn có một phiên bản cải tiến, đề phòng vạn nhất. Bởi vì bây giờ, đám người Bạch Ngưng Băng, Ảnh Vô Tà vẫn còn đang tu hành ở đảo Thạch Liên. Sát chiêu Tứ Thông Bát Đạt tạm thời không dùng được. Mặc dù Tuyết Nhi, Mặc Thản Tang, Thạch Sư Thành trở thành vật thay thế, nhưng số lần bản thể Phương Nguyên diễn luyện cùng bọn họ tương đối ít, khoảng cách chân chính nắm giữ còn chênh lệch rất nhiều. Hiện tại, phương diện di truyền của Phương Nguyên đang còn ỷ lại sát chiêu Tứ Thông Bát Đạt, còn có sát chiêu Định Tiên Du. Nếu vạn nhất xảy ra bất chắc, cả hai thủ đoạn đều không dùng được, Phương Nguyên bị bao vây trùng điệp, hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Có liên quan đến sát chiêu Định Tiên Du, trong tình huống vạn nhất, đó chính là đường lui của Phương Nguyên. Tiếp theo, Phương Nguyên còn phải chữa trị Xuân Thu Thiền. Trước mắt, hắn đã sử dụng sát chiêu tiên đạo trợ giúp Xuân Thu Thiền lục truyền đang yếu ớt nhanh chóng hồi phục như cũ. Một lần nữa, Phương Nguyên tích cực điều chỉnh hạng mục kinh doanh. Buôn bán Long Ngư đã chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tiên đình gia đại nghiệp đại, Phương Nguyên tuyệt đối không cạnh tranh được với họ. Phúc Địa Lang Gia có nhiều hạng mục kinh doanh, có thể thỏa mãn nhu cầu bản thân Phương Nguyên,
còn dư lại sẽ dùng để thay đổi sách lược kinh doanh. Như vậy mới thích hợp với Phương Nguyên bây giờ. Mặt khác, Phương Nguyên còn phải ngụy trang thân phận bên trong Bảo Hoàng Thiên, thu mua niên thú thái cổ bên ngoài. Có liên quan đến suy tính hình thức ban đầu của tiên cổ phòng cũng như sát chiêu cổ như cũ, tất cả đều đang được tiến hành. Phương Nguyên muốn sáng tạo ra một tiên cổ phòng thuộc về mình. Kiếp trước, hình thức ban đầu tiên cổ phòng của hắn bị nhiều lần phá hủy hoặc bị đánh cho tàn phế. Trải qua bết bát như vậy, bây giờ xem ra, đó chính là kinh nghiệm quý báu, giúp cho hắn được lợi rất nhiều. Từ lúc trùng sinh đến nay, đủ loại thu hoạch phong phú đã được Phương Nguyên nhanh chóng tiêu hóa. Hắn tranh thủ từng giây từng phút, mỗi thời mỗi khắc trưởng thành lên. Mấy ngày sau, Tây Mạc, đại bản doanh phòng ra. Lần này Toán Bất Tẫn tiên hữu gia nhập vào tộc ta, quả nhiên là thịnh sự tộc ta trăm năm qua. Kể từ hôm nay, danh hào của tiên hữu sẽ truyền khắp toàn bộ Tây Mạc, thậm chí danh truyền bốn vực khác. Thái thượng đại trưởng lão phòng gia phòng công nhiệt tình nắm chặt hai tay Phương Nguyên. Phương Nguyên mỉm cười, bất động thanh sắc rút tay trở về. Lão gia hỏa trước mắt nhìn thì tưởng phóng khoáng, thật ra lại rất âm hiểm. Phương Nguyên đã từng tận mắt nhìn thấy lão đầu tư này ám toán Trần Y, đánh cho Trần Y mặt mũi bầm dập trong trận chiến tranh đoạt đậu thần cung. Ta gia nhập phòng gia, phòng công đích thân nghênh đón, lại còn mang theo phòng thê trường, cũng vội vã không kịp công bố tin tức này ra ngoài. Xem ra tình cảnh của phòng gia thật sự không được tốt. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía phòng thê trường, mỉm cười với ông ta. Không hiểu sao trong lòng phòng thê trường lại siết chặt lại, âm thầm kinh ngạc, chuyện gì thế? Tại sao ta lại có cảm giác không ổn nhỉ? Sau một khắc, sắc mặt phòng công và phòng thê trường đều thay đổi. Phòng công cả giận nói, thật to gan, lại có cổ tiên ma đạo dám xâm phạm ốc đảo trọng địa thiên lộ của gia tộc, đây là cảm thấy phòng gia ta yếu đuối rồi có thể lấn sao? Sắc mặt phòng thê trường trầm xuống, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, sự tình có chút phức tạp, chưa chắc là cổ tiên ma đạo ra tay. Nhất định là Toán Bất Tẫn trưởng lão gia nhập tộc ta. Chúng ta cũng vừa mới công bố tin tức bên trong Bảo Hoàng Thiên, liền xảy ra chuyện. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, việc này cứ để ta xử lý. Phòng công và phòng thê trường liếc nhìn nhau, phòng công vỗ tay một cái tốt, vậy chúng ta chờ tin chiến thắng của trưởng lão khách khanh ngươi. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2666 Phương phòng tính toán lẫn nhau một. Đại mạc vô biên, cuồng phong cuốn lên cát vàng, bao phủ trời đất. Thân hình Phương Nguyên giống như một làn khói nhẹ, bay thật nhanh trong bão cát. Một ốc đảo chiếm diện tích cực lớn bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đây chính là ốc đảo Thiên Lộ. Bên trong ốc đảo có một hồ nước rất rộng lớn. Nguồn nước nhiều, chính là một vùng biển mini. Xung quanh hồ trồng rất nhiều cây châm cứu cao ngất. Loại cây này có thân màu xanh đậm, giống hình người, có bàn tay và bàn chân. Bàn chân cắm sâu vào sa mạc, hút nước và chất dinh dưỡng để sinh tồn. Một số cây cánh tay duỗi thẳng, một số giơ lên bầu trời. Một số đứng với hai cánh tay cong lại, ngón cái chĩa vào đầu như thể đang ngoái mũi. Cũng có cây toàn thân nằm trên mặt đất, giống như một kẻ lười biếng. Vểnh chân bắt chéo, hai chân vẫn cắm trong cát như cũ, hai tay gối lên sau đầu, chẳng khác nào đang nhìn mây trên trời. Cây châm cứu có rất nhiều, chừng mấy trăm vạn, bao vây ốc đảo thành một thành lũy rắn chắc. Cây châm cứu bình thường là phổ biến nhất, cao khoảng 1-2 trượng, giống như người khổng lồ nhỏ đứng im bất động. Cũng có cây châm cứu loại hoang thực, khoảng mấy trăm cây, hình thể to lớn, cao khoảng 5-6 trượng, vô cùng uy vũ. Còn có cây châm cứu loại hoang thực thượng cổ, bọn chúng có thể trạng như núi, cho dù nằm cũng như hạc giữa bầy gà trong rừng cây châm cứu, cực kỳ dễ thấy. Đạt đến đẳng cấp thượng cổ, cây châm cứu sẽ nở hoa. Cánh hoa có màu trắng như tuyết, không chút tạp sắc. Nhụy hoa có đủ màu sắc khác nhau, nhưng bình thường sẽ có màu hồng nhạt, màu vàng nhạt, màu lam.
mỗi một cánh hoa chính là hạt giống cây châm cứu, không ngừng rơi vãi theo gió. Giá trị của cây châm cứu rất cao, lại rất thực dụng. Lá, thân cây, rễ đều là cổ tài, ẩn chứa đạo ngân viêm đạo, mộc đạo phong phú. Khi tao ngộ cường địch, cây châm cứu sẽ bạo động, giống như cự nhân, vung vẩy tứ chi, nhảy lên trong sa mạc, dùng sức mạnh kinh khủng, còn có cành lá bén nhọn đến vây giết địch nhân. Thời kỳ hòa bình, bọn chúng liền yên tĩnh lại. Có đôi khi gặp đối tượng thích hợp, bọn chúng sẽ chậm rãi sử dụng lá kim của mình đâm vào lớp da ngoài của đối thủ, rót vào một loại chất lỏng. Loại chất lỏng này giống như nước suối, nhưng giá trị lại rất cao, có thể kéo dài tính mạng, tăng cường nguyên khí và nội tình, giải tỏa mệt mỏi, làm dịu ốm đau, trị liệu bệnh tật. Nếu trường kỳ châm cứu, cơ thể sẽ khỏe mạnh, thậm chí kéo dài tuổi thọ. Không đề cập đến hồ nước có giá trị càng lớn hơn. Nội rừng cây châm cứu bên ngoài thôi cũng đủ có giá trị rất lớn, giúp cho ốc đảo trở thành tài nguyên siêu cấp. Ốc đảo này tiếng tăm lừng lẫy Tây Mạc, là một trong 10 đại ốc đảo, là sản nghiệp quan trọng nhất của Phong Gia. Biển Long Ngư của Phương Nguyên, mặc dù cũng là điểm tài nguyên siêu cấp, nhưng so với ốc đảo này chính là tiểu vu gặp đại vu. Trong khoảng thời gian gần đây, Phong Gia bị các thế lực Tây Mạc liên hợp chèn ép. Nhưng trong số những điểm tài nguyên bọn họ nắm giữ, cùng lắm là những điểm tài nguyên cỡ nhỏ bị tác động, thậm chí đổi chủ. Lần này ốc đảo Thiên Lộ bị tập kích, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Phong Gia. Phong Gia tức giận cũng là cảm xúc tự nhiên. Không bao lâu sau, Phương Nguyên đã bay đến trên bầu trời ốc đảo. Đại trận ốc đảo Thiên Lộ đã được thôi động, đối kháng với một vị cổ tiên thần bí. Vị cổ tiên này hiển nhiên tu hành hồn đạo. Gã mặc áo bào đen, từ đầu đến chân bao phủ một tầng mây đen. Quanh thân còn có oan hồn màu xám trắng dây dưa, bay múa bốn phía. Gã hành động quỷ bí, sát chiêu lạ thường. Mỗi một kích đều có thể phát ra tiếng khóc thút thít, khiến người ta nghe nổi cả da gà, không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. Cổ tiên Phong Gia trấn thủ bên trong ốc đảo Thiên Lộ đã sớm thúc lên đại trận. Nhưng đại trận Phong Gia tất nhiên không bằng Chỉ Gia, Phong Gia am hiểu về tiên cổ phòng hơn. Cộng thêm vị cổ tiên hồn đạo Tây Mạc thế công quỷ quyệt mà âm tàn. Lúc này gã đã công phá gần một nửa đại trận, bắt đầu tứ ngược bên trong ốc đảo Thiên Lộ. Phương Nguyên cũng không che giấu khí tức của mình, lập tức tiến vào chiến trường, nhào về phía cổ tiên hồn đạo. Dầm dầm dầm, hai người giao thủ, lập tức bắn ra tiếng nổ vang như lôi đình. Sóng gió phát động, cuốn lên từng đợt sóng lớn trong ốc đảo. Cổ tiên Phong Gia liên hệ Phương Nguyên, thỉnh cầu phối hợp, nhưng bị Phương Nguyên yêu cầu, chỉ cần bảo vệ tốt ốc đảo là đủ. Trong lòng Phong Gia vô cùng lo lắng, bởi vì cổ tiên hồn đạo vô cùng cường đại, khiến trong lòng hắn nhảy loạn, cảm giác bất an. Nhưng Phương Nguyên đã cho thấy tư thái càng mạnh hơn. Hắn có rất nhiều tiên cổ, đóng vai toán bất tấn, chỉ cần sử dụng thủ đoạn trí đạo, thủ đoạn cũng phức tạp tầng tầng lớp lớp, khiến cho người ta không kịp nhìn. Sát chiêu cổ tiên hồn đạo quỷ quyệt, còn sát chiêu trí đạo mà Phương Nguyên thể hiện lại càng thêm xảo diệu, tràn đầy trí tuệ và khí độ. Hai bên giao thủ một lát, Phương Nguyên đã dần dần chiếm cứ thế chủ động, sau đó nắm giữ tiết tấu của trận đấu. Cổ tiên hồn đạo Tây Mạc càng đánh càng hung, miệng hô to, ngươi là người phương nào? Phong Gia há có nhân vật giống như ngươi? Phương Nguyên cười một tràng dài, mỗ là trí đạo toán bất tẫn, thái thượng gia lão khách khanh đương nhiệm Phong Gia. Ta vừa mới gia nhập Phong Gia, ngươi đã nhảy ra khiêu khích, không để ta vào mắt, vậy thì ta đến lấy tính mạng của ngươi. Sát ý Phương Nguyên lộ ra, đánh cho cổ tiên hồn đạo liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Cổ tiên Phong Gia quan chiến, trong lòng phát lạnh, thầm nghĩ vị thái thượng trưởng lão mới gia nhập tuyệt không phải người có tính tình nhân hậu. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2667, Phương Phòng tính toán lẫn nhau 2. Tinh mang bắn ra trong mắt Phương Nguyên, gương mặt vô cùng ngạo mạn.
hắn vung tay áo, phát động thế công, cuồn cuộn như nước thủy triều, uy năng công phạt vô cùng mạnh mẽ, khiến cho người ta kinh hồn tán đảm. Chiến thêm một lát, cổ tiên hồn đạo bỗng hét lớn một tiếng, hình như đã sử dụng sát chiêu có khuyết điểm rất nặng, huyết sắc không còn trên gương mặt, khí tức cũng giảm xuống, trở nên vô cùng suy yếu. Nhưng tốc độ của gã lại tăng vọt, giống như một mũi tên bắn ra khỏi chiến trường. Trốn đi đâu? Phương Nguyên quát lạnh một tiếng, đuổi theo không bỏ. Trong ánh mắt phấn chấn và chờ đợi của cổ tiên phòng gia, Phương Nguyên đuổi theo cổ tiên hồn đạo. Đại bản doanh phòng gia. Trong thư phòng, phòng công và phòng thê trường bí mật thương nghị đại kế. Cùng một thời gian, hai người ngừng bàn tán. Ồ, Toán Bất Tẫn đã đánh lui cường địch xâm phạm, tốc độ thật nhanh. Nhưng âm thanh phòng công trầm thấp, trong tin chiến thắng có nói Toán Bất Tẫn truy sát ra ngoài, nhưng nửa đường trở về. Toán Bất Tẫn nói là để phòng ngừa địch quân trá hàng, đã mai phục người đó, trải cạm bẫy. Ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào? Phòng thê trường cười nói, Toán Bất Tẫn cũng giống như ta, là cổ tiên chí đạo. Có lẽ hắn đã thu thập được manh mối gì đó, cảm nhận được âm mưu, hoặc bản thân hắn không có xuất lực suy nghĩ quá nhiều. Có thể đánh kẻ địch chạy đi, công lao đã đủ rồi. Dù sao hắn cũng không phải họ phòng. Sở dĩ gia nhập phòng gia chúng ta, thứ nhất là thù lao chúng ta đủ nhiều. Thứ hai, hắn muốn mượn phòng gia chúng ta để khai thác sa mạc thanh quỷ. Phòng thê trường nói mấy câu đã phân tích Phương Nguyên vô cùng kỹ càng. Phòng công gật đầu, thực lực của Toán Bất Tẫn thật sự không tệ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Kế hoạch lần này của chúng ta có cần kéo hắn vào luôn hay không? Phòng thê trường lắc đầu, ta đề nghị không nên làm như thế. Người này vừa mới gia nhập, chúng ta còn chưa thăm dò nội tình rõ ràng. Mặc dù có minh ước, nhưng chúng ta không thể tin tưởng phần ước thúc này. Hắn chính là một biến số. Phòng công trầm ngâm, quên đi, ta chẳng qua chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao chiến lực cũng quá cường đại. Phòng thê trường mỉm cười, thật ra, không có hắn tham gia. Dựa theo chúng ta bố trí, về mặt chiến lực cũng miễn cưỡng đủ. Huống hồ, cho dù hắn không gia nhập hành động bí mật lần này, nhưng cũng có thể trợ giúp một chút. Chúng ta không ngại giao ốc đảo thiên lộ cho hắn trấn thủ, triệu hồi thành viên thất truyền ở đó đến tham dự lần hành động này. Như vậy, một mặt có thể thể hiện sự độ lượng của phòng gia chúng ta trong việc dùng người, mặt khác cũng có thể dựng Toán Bất Tẫn thành bia ngắm. Tin tức về trận chiến này, cộng thêm sự trợ giúp của chúng ta, nhất định có thể giúp hắn tạo dựng danh tiếng, trở thành cái đinh trong mắt chính đạo Tây Mạc, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Ha ha, phòng công cười ra tiếng. Ông ta dùng ánh mắt tán thưởng nhìn phòng thê trường. Phòng gia chúng ta có được một vị đại tông sư chí đạo như ngươi thật sự quá tốt. Hôm sau, để ta trấn thủ nơi này. Phương Nguyên nhìn ốc đảo thiên lộ, suy nghĩ trong đầu giống như tia chớp. Hắn đang sử dụng sát chiêu chí đạo. Ta chỉ là người ngoài vừa mới gia nhập phòng gia. Phòng gia lại để cho ta một thân một mình đóng giữ nơi này. Còn cổ tiên thất truyền ban đầu thì bị điều đi. Cộng thêm trận chiến trước đó, phòng gia tận lực tuyên dương. Chỉ sợ ta đã bị chính đạo Tây Mạc để mắt đến. Dựa theo lẽ thường, phòng gia ít nhất phải sắp xếp một vị cổ tiên ở bên cạnh kiềm chế ta. Nhưng phòng gia không những không làm. Gần đây động tĩnh của cường giả phòng gia vô cùng thần bí, xem ra là có động tác lớn. Kiếp trước, phòng gia hành động như thế nào? Phương Nguyên cau mày. Kiếp trước, bởi vì thân phận Toán Bất Tẫn đã bị bại lộ, sự chú ý của Phương Nguyên về phòng gia tương đối thấp. Phòng gia làm sao ngăn chặn được chính đạo Tây Mạc áp bách? Cuối cùng do phòng gia ra mặt công kích thành đế quân. Trong quá trình đó đã xảy ra chuyện gì? Phương Nguyên không biết. Dường như kiếp trước chính đạo Tây Mạc đã liên hợp che giấu chân tướng. Hay là kiếp này phát sinh thay đổi? Hiệu ứng nước mực lan gần đến nơi này cũng có khả năng. Phương Nguyên thiếu manh mối và tin tức, suy nghĩ không ra đối sách. Trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Một mặt hắn tiếp tục chờ đợi chuyện này phát triển, mặt khác thì phải tiếp tục kế hoạch của mình. Ảnh vô tà, bây giờ ngươi đang ở đâu? Hắn liên lạc với ảnh vô tà.
Bên trong sa mạc Thanh Quỷ, một vị cổ tiên hồn đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm, sau đó cúi đầu tiếp tục bay đi. Hồi bẩm tông chủ đại nhân, ta đang ở bên trong sa mạc Thanh Quỷ, chính là ảnh vô tà. Cách đây không lâu, Phương Nguyên đã lặng lẽ đưa ảnh vô tà từ đảo Thạch Liên về, cho y nhục thân và tiên khiếu của Dương Tam Mục. Còn có rất nhiều cổ trùng và sát chiêu hồn đạo đã được cải tiến. Diện mạo của ảnh vô tà đã thay đổi. Nếu để cổ tiên phòng gia nhìn thấy y, tất sẽ vô cùng kinh sợ. Đây không phải là cường địch thần bí vừa mới công kích ốc đảo Thiên Lộ ngày hôm sau sao? Rất tốt, ta giao hồn thú lệnh cho ngươi. Hãy mau phát triển lớn mạnh đi. Lúc này cũng phải duy trì liên lạc với ta. Bây giờ ta đã có sát chiêu định tiên du, lúc nào cũng có thể trợ giúp ngươi. Đừng nên khinh thường khi lọt vào bất kỳ chiến trường tiên đạo hoặc đại trận không gian nào. Phương Nguyên dặn dò. Ta hiểu rồi, tông chủ đại nhân. Ảnh vô tà cung kính trả lời. Có ta ở đây, nhất định sẽ liên tục có hồn thú cung ứng. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2668 Sát chiêu thâu đạo 1. Phương Nguyên biết, dù sao thân phận Toán Bất Tấn cũng chỉ là ngụy trang. Muốn gia nhập phòng gia, chướng ngại lớn nhất chính là phòng thê trường. Bởi vì phòng thê trường là đại tông sư chí đạo, có cảnh giới đại tông sư, thường là cường giả trong bát truyền, là nhân vật rất khó chơi. Nhưng muốn bảo Phương Nguyên sử dụng thủ đoạn chí đạo ứng phó phòng thê trường suy tính, không khỏi sẽ để lại dấu vết. Dù sao cảnh giới chí đạo của Phương Nguyên chỉ mới cấp tông sư, mà phương diện am hiểu của hắn về chí đạo là suy tính và cải tiến sát chiêu. Nhờ vầng sáng trí tuệ, chỉ nói về phương diện suy tính sát chiêu, hắn có thể nói là đệ nhất thế gian. Nhưng ứng đối những cổ tiên khác, có thể khắc chế cổ tiên chí đạo suy tính, cũng không phải phương diện am hiểu của Phương Nguyên. Một khi Phương Nguyên gia nhập phòng gia, phòng thê trường rất có thể sinh ra cảm xúc không tốt. Cổ tiên chí đạo bình thường đều rất tỉnh táo. Nếu tâm gợn sóng, khuấy động một loại cảm xúc nào đó, ý nghĩa sẽ rất quan trọng. Cho nên, Phương Nguyên sắp xếp ảnh vô tà ngụy trang thành cổ tiên tây mặc tấn công ốc đảo Thiên Lộ của phòng gia. Quả nhiên, phòng thê trường trúng kế, không hoài nghi trên người Phương Nguyên. Sắp xếp ảnh vô tà xâm phạm ốc đảo Thiên Lộ còn có dụng ý khác. Chính là trợ giúp Phương Nguyên nhanh chóng dung nhập vào gia sản của phòng gia. Toán Bất Tấn hợp tác với phòng gia, tham gia trận chiến tranh đoạt đậu thần cung. Nhưng Toán Bất Tấn vừa mới gia nhập phòng gia, chính đạo Tây Mạc còn chưa biết về hắn. Phòng gia cũng có điều suy nghĩ về tính trung thành của Toán Bất Tấn. Vì thế, Phương Nguyên đã trực tiếp sắp xếp trận giao thủ, thể hiện lực chiến đấu của mình, đồng thời còn tỏ chút lòng trung thành của hắn với phòng gia. Chỉ là cảnh giới chí đạo của phòng thê trường còn cao hơn ta. Thời gian ta tiếp xúc ông ta càng dài, tỷ lệ ông ta phát hiện ra sự không ổn càng lớn. Phương Nguyên âm thầm cảnh giác. Có đối thủ là đại tông sư chí đạo chính là một sự phiền phức. Cho dù Phương Nguyên có sát chiêu gặp mặt từng quen biết, hắn cũng sẽ bị nhìn thấu. Ngoại trừ cái này, còn có một phong hiểm, chính là ảnh vô tà. Thủ đoạn ngụy trang của ảnh vô tà không cao, dù sao hồn đạo cũng không am hiểu điểm này. Ngoài ra, hồn thú thái cổ truyền kỳ Thanh Cửu chỉ sợ cũng đang tiềm phục tại một nơi nào đó trong sa mạc Thanh Quỷ. Đây đều là nguy cơ và nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng so với những nguy hiểm này, Phương Nguyên còn cần nhiều hồn thú hơn để gia tăng tu vi hồn đạo của bản thân. Hắn tình nguyện bốc lên những phong hiểm này. Mặc dù bây giờ ta gia nhập phòng gia cũng đã đồng ý khai thác sa mạc Thanh Quỷ, cứ cách một khoảng thời gian sẽ cung cấp cho ta một nhóm hồn thú hoặc hồn hạch. Nhưng bản thân họ ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có hồn hạch dự trữ. Giai đoạn đầu hợp tác hẳn là giao hồn hạch tồn kho cho ta để ứng phó. Phương Nguyên đã sớm tính ra được điểm này, cho nên khai thác sa mạc Thanh Quỷ, chủ lực còn phải dựa vào hắn. Phương Nguyên chưa hề nghĩ đến sẽ dựa vào lực lượng phòng gia để giúp hắn săn hồn thú. Tình huống này, phòng gia sẽ không tận tâm tận lực. Trên thực tế,
Phương Nguyên cũng không muốn để Phòng Gia tiến vào Sa Mạc Thanh Quỷ quá nhiều. Hợp tác với Phòng Gia, chủ yếu để phòng ngừa Phòng Gia tăng thêm đối nghịch với mình. Dù sao, xung quanh Sa Mạc Thanh Quỷ cũng chỉ có một thế lực siêu cấp Phòng Gia. Phương Nguyên không thể đóng trường kỳ bên trong Sa Mạc Thanh Quỷ, đành phải an bài quân Cờ Ảnh Vô Tà. Một khi Phòng Gia đối nghịch với hắn, đối phó với hắn thì còn có chút khó. Nhưng đối phó Ảnh Vô Tà lại không khó chút nào. Phương Nguyên đã sớm suy nghĩ rất nhiều. Nhưng trong chuyện này, hắn phải hợp tác với Phòng Gia trước. Mặc dù Phòng Gia không có thủ đoạn lợi dụng hồn thú hiệu suất cao, nhưng hàng năm cũng sẽ đi săn rất nhiều hồn thú, thu thập hồn hải. Một mặt là để tích lũy, mặt khác là bán ra ngoài. Cho dù Phương Nguyên không dùng thân phận Toán Bất Tẫn, tự mình đến khai thác Sa Mạc Thanh Quỷ, cũng sẽ bị Phòng Gia coi là cái đinh trong mắt. Là một thế lực siêu cấp, lại dán chặt Sa Mạc Thanh Quỷ, Phòng Gia đã sớm xem Sa Mạc Thanh Quỷ là thức ăn trong mâm của mình. Đối với địch nhân tiềm ẩn, Phương Nguyên có muốn diệt trừ cũng không thể thực hiện, chỉ có thể hợp tác với nó, biến địch nhân thành bằng hữu. Đó cũng là một phương thức tiêu diệt kẻ địch. Đối với Phương Nguyên mà nói, giết chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Ngoại trừ loại thủ đoạn đó, còn có vô số thủ đoạn khác. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, hắn đương nhiên càng muốn khai thác thủ đoạn thỏa đáng, hiệu suất cao hơn mà chẳng quan tâm thủ đoạn này cụ thể là gì. Điểm này khác với U Hồn Ma Tôn. Thủ đoạn U Hồn Ma Tôn xử lý mâu thuẫn cũng chỉ có một. Đó chính là giết. Ngươi không phục. Giết. Ngươi chướng mắt. Giết. Tâm trạng của mình không tốt. Giết. Cảm giác nhàm chán. Giết. Phương Nguyên bắt đầu thị sát ốc đảo Thiên Lộ. Hắn đã nhìn qua cây châm cứu trước đó. Bọn chúng ở ngay bên ngoài, liếc qua một cái là thấy ngay. Hồ nước nằm bên trong trận, phải vào trận mới có thể quan sát. Tài nguyên bên trong ốc đảo Thiên Lộ không chỉ nhiều mà chủng loại còn khá đa dạng. Thường gặp nhất là suối Linh Lung, nước bọt ngọc thiềm, nước hoa khổ, nước thần lực hiếm thấy, nước đen trắng. Số lượng cổ tài, tiên tài khá nhiều, ví dụ như nước thần lực. Mặc dù nó là nước, nhưng lại ẩn chứa đạo ngân lực đạo, hiện tại đang là tiên tài lực đạo trên thị trường lục truyền. Trong những câu chuyện của phàm nhân, nước thần lực có rất nhiều tên. Thường có nhân vật chính là phàm nhân uống xong một ngụm nước thần lực, trở nên to lớn vô cùng, đả kích những cổ sư tà ác. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2669, sát chiêu thâu đạo 2. Bởi vì nước thần lực chính là tiên tài, đơn thuần uống vào bụng, không có thủ đoạn thực đạo nguyên bộ, đạo ngân lực đạo trong nước có thể làm cho cổ tiên chí tử. Cho nên, nhân vật chính phàm nhân trong những cố sự này thường sau khi báo thù rửa hận xong, bản thân cũng sẽ chết. Chủ yếu nhất vẫn là nước đen trắng. Nước đen trắng là tiên tài thất truyền, nằm ở khu vực trung tâm ốc đảo Thiên Lộ. Ban ngày, nước đen trắng sẽ có màu trắng, ban đêm sẽ có màu đen. Trưng cất nước đen trắng một thời gian, mỗi ngày đều trực diện thượng, khung, hắc bạch lưỡng thiên luân chuyển không ngớt. Trong nước đen trắng sẽ ngưng tụ ra một giọt, hai giọt Thiên Lộ. Thiên Lộ trong suốt, giọt nước nhỏ, đỉnh mỏng, đáy tròn. Một giọt nước Thiên Lộ nhỏ chừng ngón tay út của một đứa bé. Thiên Lộ không dung hòa vào nhau, dù có bao nhiêu giọt xương cũng chỉ ở cạnh nhau. Thứ có giá trị nhất bên trong ốc đảo Thiên Lộ chính là Thiên Lộ. Nó chính là tiên tài bắt chuyển. Phương Nguyên nhanh chóng nhìn thấy ở đây tích tụ hơn 100 giọt xương ở trong làn nước trắng đen. Ảnh Vô Tà tấn công nơi này cũng không tiến đánh hạch tâm. Tích lũy Thiên Lộ hơn nửa năm qua vẫn còn. Phương Nguyên mỉm cười, không chút do dự ra tay thu hết 30 giọt Thiên Lộ vào trong túi của mình. Đây chính là quy tắc ngầm của chính đạo. Phàm là cổ tiên được phái ra ngoài trấn thủ điểm tài nguyên, đều có thể âm thầm thu lấy một ít tài nguyên hỗ trợ tu hành cho mình. Đương nhiên, bên ngoài sẽ không có văn bản quy định rõ ràng. Nhưng trên cơ bản, các thế lực đại siêu cấp đều ngầm đồng ý. Đóng giữ điểm tài nguyên bên ngoài thường là những chuyện khổ sai kèm thêm phong hiểm. Nếu không có quả ngon ngọt,
ai sẽ tình nguyện đi làm chứ? Phương Nguyên có 500 năm kinh nghiệm kiếp trước, tất nhiên hiểu được phân tắc bên trong. Lấy 30 giọt thiên lộ đã là cực hạn của hắn. Giá trị của khoản tài nguyên này rất cao, phải tích lũy cả 2-3 tháng ở ốc đảo thiên lộ. Nếu vượt qua ranh giới cuối cùng, phòng gia sẽ trở mặt, tố cáo hắn tham ô. Chỉ tiếc bây giờ cửu thiên vỡ vụn, chỉ còn lại 2 thiên hắc bạch. Nếu cửu thiên vẫn còn, dựa theo cách cục của ốc đảo thiên lộ, cũng không phải là nước đen trắng mà là nước tiên tài 9 màu. Nước 9 màu trực diện thương khung, cửu thiên luân chuyển không ngớt, lại có sao cửu thiên chiếu rọi cả ngày lẫn đêm. Cứ cách 9 năm sẽ từ nước 9 màu sản xuất ra một giọt nước cửu thiên, tinh hãn. Nước cửu thiên tinh hãn thủy là tiên tài cửu chuyển, là tạo hóa của vạn vật, là thiên địa tam thủy. Giá trị cực cao, là loại hiếm thấy trong tiên tài cửu chuyển. Không giống với thiên địa tam hòa, cửu thiên tinh hãn thủy trong thiên địa tam thủy đã tuyệt tích. Bởi vì 7 trong 9 thiên đã không còn, chỉ còn lại 2 thiên. Thị sát đủ loại tài nguyên, Phương Nguyên thầm than quả nhiên không hổ danh là một trong 10 ốc đảo hàng đầu Tây Mạc. Tiếp theo, hắn lại quan sát đại trận nơi này. Hiện tại, hắn đã được bổ nhiệm trấn thủ ốc đảo, tất nhiên cũng có thể sử dụng đại trận. Phòng gia cũng đã bàn giao phương pháp thúc dùng đại trận cho hắn. Phương Nguyên thử thúc lên, từ đó nhìn rõ ảo diệu của đại trận. Hắn có cảnh giới tông sư trận đạo, lại có thủ đoạn trí đạo, rất nhanh đã có chỗ dùng. So sánh với chỉ gia, đại trận thủ hộ ốc đảo thiên lộ phòng gia không thể sánh bằng. Cho nên, phòng gia đã tốn hao nhiều sức để trồng vô số cây châm cứu để phụ trợ. Phòng gia và chỉ gia đều am hiểu trận đạo. Nhưng điểm khác biệt chính là, phòng gia am hiểu tiên cổ phòng, có thể xem tiên cổ phòng là tiên trận di động. Còn chỉ ra thì am hiểu bố trí đại trận cố định. Đây mới là chủ lưu trận đạo. Quan trọng hơn chính là chỉ ra có một vị đại tông sư trận đạo Chỉ Khúc Do. Cổ tiên đạt đến cảnh giới đại tông sư trận đạo có thể dựa vào đạo ngân tự nhiên để bố trí tiên trận. Không chỉ tiết kiệm tiên cổ, hơn nữa còn có thể mượn nhờ địa lợi. Một mặt tăng cường phòng ngự, đồng thời hỗ trợ hoạt động gia tăng sản xuất điểm tài nguyên. Phòng gia bố trí đại trận ở ốc đảo thiên lộ, phung phí không ít tiên cổ. Nhưng hiệu dụng chủ yếu của đại trận vẫn là gia tăng sản lượng thiên lộ, cũng không thiên về phòng ngự. Nhưng bản lĩnh phòng gia cũng rất cường đại. Có một vài tòa tiên cổ phòng, không chỉ tính cơ động, cực cao, mà dựa vào tiên cổ phòng, cổ tiên phòng gia có thể tác chiến với địch nhân bát chuyển. Nếu ta là thủ lĩnh phòng gia, đối mặt với tình cảnh lúc này, ta không ngại tập trung binh lực trước tấn công kẻ thù bằng mọi cách để thể hiện sự quyết liệt, chấn nhiếp các thế lực chính đạo Tây Mạc. Chỉ là cần phải chú ý phân tắc trong đó. Nắm chắc không tốt, chính là dẫn lửa thiêu thân. Còn cường độ ít lại không mang đến hiệu quả uy hiếp. Phương Nguyên cũng đang phỏng đoán phòng gia và thế lực chính đạo Tây Mạc. Trong khoảng thời gian này hắn muốn tiềm tu, không ngừng tiêu hóa chiến quả, cải tiến sát chiêu. Ở Nam Cương hay Tây Mạc cũng không quan trọng. Thời gian tương đối gấp, khoảng cách chính đạo Nam Cương thỏa đàm, tạo thành đội ngũ truy đuổi hắn đã sắp đến gần. Phiên thiên xa hải, sóng cát khổng lồ, nhấp nhô liên tục. Dưới ánh trăng chiếu rọi, cát trắng như tuyết. Sóng cát thường bốc lên độ cao mấy trượng. Khí tượng hạo nhiên, chính là một trong thịnh cảnh nổi danh của Tây Mạc. Cổ tiên phòng gia bí mật tiến đến, tiếp cận ốc đảo Bảo Nguyệt. Dựa theo tin tức, Đồng Lục Trầm Đồng gia đã đến. Hành động đi. Phòng thê trường yên lặng truyền âm. Tốt. Phòng công mãnh liệt bắn ra, khí thế dọa người, trực tiếp giết vào bên trong ốc đảo Bảo Nguyệt. Đồng Lục Trầm bay lên, khí thế bát chuyển phô thiên cái địa. Ông ta vừa kinh vừa sợ. Phòng công, ta không đi làm phiền ngươi, ngươi ngược lại chạy đến chỗ ta nhảy nhót. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2670, án hung sát 1. Phòng công gào thét một tiếng, bớt nói nhiều lời, đến chiến đi. Hai vị cổ tiên bát chuyển giao thủ, nhấc lên sấm chớp mưa bão kinh thiên. Đồng Lục Trầm rơi vào bị động, có chút bó tay bó chân.
bởi vì ông ta còn phải bảo vệ ốc đảo Bảo Nguyệt sau lưng. Ông ta chống đỡ thế công của Phòng Công, gương mặt âm trầm, Phòng Gia, các người chờ đấy. Ngươi tùy ý công lược thế lực chính đạo khác, phá hư quy củ. Không bao lâu nữa sẽ có các đại gia tộc Tây Mạc liên hợp chế tài các ngươi. Thật sao? Không phải gần đây Đồng Gia các ngươi tuyên bố, ốc đảo Bảo Nguyệt đã bị tộc ta đánh lén qua sao? Chỉ là các ngươi không đưa ra được chứng cứ, ta lại có ý tốt đến giúp các ngươi, chủ động đưa chứng cứ đến. Một tiên cổ phòng hình thù kỳ quái bị tàn phá bốc lên không, bên trong truyền đến giọng nói của Phòng Thê Trường. Đồng Lục trầm giận quá thét lên, Phòng Thê Trường, ngươi chỉ là thất truyền mà cũng dám. Còn chưa nói xong, tiên cổ phòng Phòng Gia đã thúc ra một sát chiêu tiên đạo. Sự tức giận trên gương mặt Đồng Lục trầm tiêu tan, thay vào đó là sự chấn kinh và sợ hãi. Sát chiêu tiên đạo này, chẳng lẽ là... Không sai, đây chính là sát chiêu đạo Thiên Ma Tôn năm đó dùng để khai sáng lưu phái, thâu đạo. Phòng Thê Trường hồi đáp, không. Đồng Lục trầm hét lớn một tiếng, quay đầu nhìn ốc đảo Bảo Nguyệt. Dưới sát chiêu thâu đạo, vô số đạo ngân thiên nhiên bên trong ốc đảo Bảo Nguyệt bắt đầu hiện ra hình ảnh của mình. Bọn chúng vừa dài vừa ngắn, đa số đều là sợi tơ, đan vào nhau, tạo thành một hình thức bí ẩn nào đó. Nó có một số giống như lưới, một số giống như một quả bóng len rối, và một số chồng chất như gò núi. Đồng Lục trầm thử ngăn cản, nhưng không hề có chút hiệu quả nào. Ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả đạo ngân chui thẳng vào tiên cổ phòng thâu đạo của Phòng Gia. Đây chính là uy năng của sát chiêu thâu đạo. Thôi động chiêu này có thể trộm đạo ngân có liên quan. Năm đó, sau khi đạo Thiên Ma Tôn sáng tạo ra chiêu này, về sau mới hậu tích bạc phát, dẫn xuất chất biến, chính thức sáng tạo ra lưu phái thâu đạo. Phòng Gia xuất kích chấn động toàn bộ chính đạo Tây Mạc. Không hề nghi ngờ, sát chiêu thâu đạo này là một đại sát khí. Nhất thời tất cả thế lực chính đạo Tây Mạc đều bị chấn nhiếp. Phương Nguyên rất nhanh nhận được chiến báo của trận chiến này. Nội dung còn rất tỉ mỉ, còn có hình ảnh liên quan đến toàn bộ quá trình chiến đấu. Chiến báo này đương nhiên là Phòng Gia chủ động cho hắn. Phòng Gia hẳn cũng đang nắm giữ một chân truyền đạo thiên. Phương Nguyên cũng giật mình đối với phát hiện này. Phương Nguyên chợt nghĩ đến tiên cổ đạo tặc. Con tiên cổ này là hắn yêu cầu từ tay Phòng Gia. Căn cứ theo một tin đồn nào đó, Phòng Gia thu được con tiên cổ đạo tặc cũng là ngoài ý muốn, là từ tay một vị tán tiên đầu nhập vào. Có lẽ năm đó Phòng Gia đạt được không chỉ là tiên cổ đạo tặc mà còn có manh mối chân truyền đạo thiên. Nội tình thế lực siêu cấp thực sự là... Phương Nguyên lắc đầu. Cũng giống như Vũ Dung ném ra tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong. Phòng Gia lấy ra tiên cổ phòng thâu đạo, còn có sát chiêu thâu đạo, lập tức cải thiện thế cục bất lợi. Không hề nghi ngờ, đây là một sự chấn nhiếp mang tính chiến lược. Thế cục Phòng Gia vì thế mà thay đổi. Xem ra kiếp trước cũng bởi vì cái này mà dẫn đến thỏa hiệp giữa các thế lực chính đạo. Sát chiêu thâu đạo có thể trộm lấy đạo ngân. Một khi dùng đến, nó có thể trực tiếp phá hủy điểm tài nguyên tự nhiên. Nền tảng chủ yếu của thế lực chính đạo chính là điểm tài nguyên phân bố ở các nơi. Khác với việc phá hủy những điểm tài nguyên này, hiệu quả sát chiêu thâu đạo vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa còn là tuyệt hậu kế, giúp củi dưới đáy nổi. Phòng Gia xuất kích một trận chiến, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Đồng Gia Đồng Lục trầm không bị gì. Nhưng ốc đảo Bảo Nguyệt từ đây sẽ bị xóa tên. Nếu thật sự muốn ép Phòng Gia, Phòng Gia dựa theo luật, có thế lực chính đạo Tây Mạc nào có thể ngăn cản được tập kích như thế? Ngay cả cổ tiên bát truyền Đồng Lục trầm cũng không làm gì được. Phương Nguyên không khỏi thầm khen sự lựa chọn của Phòng Thê Trường. Ông ta chọn một cái xương cứng, một địa điểm của Đồng Lục trầm để tấn công. Mức độ răn đe đối với các thế lực khác đã được đặt ra. Nhưng cùng lúc, ông ta cũng có chừng mực. Ốc đảo Bảo Nguyệt chỉ là một điểm tài nguyên hạng trung, ngay cả cỡ lớn cũng không bằng. Nhưng nó lại có kỷ niệm đặc biệt với Đồng Lục trầm, bởi vì đó là nơi mai táng ái thê của ông. Cho nên, hàng năm, vào một khoảng thời gian cố định, Đồng Lục trầm sẽ đến đây để tưởng niệm vong thê. Cho nên, tổn thất của Đồng Gia không lớn, Đồng Lục trầm phẫn nộ cũng không nhiều. Bởi vì chỉ tổn thất đạo ngân,
còn phần mộ ái thê của ông không hề bị tổn hại chút nào. Phân Tắc nắm rất chắc, đồng thời còn lợi dụng đầy đủ chiến quả của trận chiến này, không chỉ trấn nhiếp chính đạo Tây Mạc mà còn dùng để trấn nhiếp ta. Phương Nguyên cầm con phàm cổ tín đạo trong tay, cười lạnh vài tiếng. Bên trong thư, Phòng Thê Trường còn cố ý nhắc đến Thiên Lộ. Ông ta nói, chiến tổn Thiên Lộ rất ít, chỉ khoảng 10 giọt. Nếu để Phương Nguyên tìm kiếm, nói không chừng còn có thể phát hiện 20 giọt Thiên Lộ khác. Trước đó Phương Nguyên lấy đi 30 giọt Thiên Lộ, trực tiếp báo cáo về cho Phòng gia, nói là chiến tổn do ảnh vô tà gây ra, đồng thời chỉ sợ về sau sẽ còn giảm sản lượng. Đây chỉ là một cái cớ. Đối với chân tướng, hắn và Phòng gia đều biết rất rõ. Nhưng Phòng gia cũng không vạch trần, chỉ uyển chuyển cảnh cáo hắn, không nên quá phận. Lấy 10 giọt là được rồi, còn 20 giọt phải nộp lại. Dù sao Thiên Lộ cũng là tiên tài bát truyền, Phòng gia không muốn từ bỏ phần lợi ích này. Các bạn vừa nghe xong tập 267 của bộ truyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.